Vũ Nhân, kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 1 tháng 10 năm 2023, đồng hương ở Sacramento, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tại Sacramento và một số đồng hương tại thành phố San Jose và miền Bắc của tiểu bang California đã biểu tình tự phát để phản đối sư Thích Đức Tuấn. Vũ Nhân xin gửi đến quý khán giả ý kiến của những người tham dự cuộc biểu tình. Là ông Thích Đức Tuấn này đó, là ông ra ông đón phái đoàn của tên Thủ tướng Phạm Minh Chính ở bên Việt Nam qua tới San Francisco, thì ông ta ra đón tay cầm cờ đỏ sao vàng và ông ta đã gặp Thủ tướng Việt Cộng Phạm Minh Chính. Cuộc biểu tình được tổ chức coi như là bộc phát vào lúc 12 giờ trưa ngày 1 tây tháng 10 trước cổng chùa Pháp Vương ở số 880 Event Road New Vitas gần thành phố San Jose. Ở đây Vượng không cho ông là nhà sư, thưa anh phóng viên Vũ Nhân. Biểu tình tự phát để nói lên cái tiếng nói của người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta, không chấp nhận sự khiêu khích, sự thách đố của những tên sư quốc doanh được Đảng Cộng sản Việt Nam lòn cánh tay nối dài ra hải ngoại để mà tuyên truyền cho chế độ, đánh bóng cho chế độ. Sau khi có những cái lời phát biểu và tiếp đón tên Thủ tướng Việt Cộng Phạm Minh Chính, thì tên sư quốc danh này đã bỏ trốn và chùa cũng đóng cửa. Tuy nhiên ngày hôm nay, với tinh thần đấu tranh, nhất định không bao giờ chấp nhận những tên bưng bô cho chế độ cộng sản. Cộng đồng Bắc Cali chúng tôi và Sacramento đã đến đây để có một cuộc biểu tình tự phát nói lên cái tinh thần và cái lập trường đấu tranh của cộng đồng người Việt tị nạn ở ngay tại Bắc Cali cũng như là của hải ngoại. Đấu tranh được biết, khi mà biết được cái tên đầu trọc này nó lại tiếp tay một cách man rợ với chế độ cộng sản mà tại ngay tại trên cái vùng đất chống cộng. Sư quốc doanh, đông an đầu trọc là cánh tay nối dài cho cộng sản Việt Nam. Đã đâu? Để tỏ rõ lập trường chống cộng của thành trì Mipitas. Thành trì San Jose và thành trì Mipitas luôn luôn là những thành trì chống cộng. Tối đa nơi nào có cộng sản là chúng ta có mặt để phản đối. Hôm nay Phan Hà xin có đôi lời. Tôi tới đây hôm nay là để chống lại sự có mặt của chùa Pháp Vương mà sư quốc danh là Thích Đức Tuấn. Chúng ta phải nhổ những cái tên sư quốc doanh này, chúng ta phải vạch mặt, chúng ta phải lên án những cái loại hạng người này. Nó là những con chó săn, là những con mồi của Đảng Cộng sản đang sử dụng nó như là một con tin. Để nó làm gì quý vị? Nó quấy phá cộng đồng ở hải ngoại chúng ta, nó quấy phá tất cả, nó gây chia rẽ trong cộng đồng. Thưa nhà báo Lê Bình, ông nghĩ như thế nào về cái cuộc biểu tình này? Thưa anh Vũ Nhân và thưa quý khán thính giả, theo tôi thấy thì cuộc biểu tình này với cái ông sư ông Thích Đức Tuấn này là chỉ có lẽ là chỉ là sự khởi đầu thôi. Là với đồng hương chúng ta, tại sao mình lại đóng tiền quyên tiền để giúp cho xây cái chùa Pháp Vương mà trong lúc cái tên Thích Đức Tuấn này lấy tiền của chúng ta xây dựng chùa ăn ở trong đó mà lại đi tiếp đón cộng sản, đi ngược lại cái nguyện vọng của những người tị nạn cộng sản tại Bắc Cali, thì chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ có những cuộc biểu tình khác, chúng ta cũng phải có cái tiếng nói, vì chúng ta không thể đóng góp tiền bạc cho một người mà hoạt động cho cộng sản. Tôi là Biệt Động Quân Trần Sông Nguyên, và thưa lại tất cả quý đồng hương cũng như anh phóng viên Vũ Nhân, chúng ta không thể nào chấp nhận một người tu hành và lợi dụng cái tôn giáo để quyên tiền đồng bào dựng lên một ngôi chùa và từ đó đã trở thành một cánh tay nối dài cho bọn cộng sản Việt Nam. Thì cái buổi biểu tình ngày sáng Chủ nhật chỉ là một cái buổi biểu tình khởi đầu
và tự phát của đồng hương ở Bắc California. Chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình và bất cứ nơi nào mà chúng tôi được biết tin của tên Sư Tăng Thích Đức Tuấn, thì đây là một cái hành động mà chúng tôi thấy rằng là đã đạp lên cái Phật Pháp của tôn giáo, của nhà Phật, và lợi dụng cái tín ngưỡng để thu hoạch, để thu cái lợi và làm tai sai cho bọn Cộng sản. Và tôi cũng thấy rằng tất cả cộng đồng người Việt hải ngoại tại tất cả các thành phố lớn hãy tiếp tay cùng anh em chúng tôi lên tiếng để vạch mặt chỉ tên những tên sư lợi dụng tôn giáo trở thành một cánh tay nối dài cho bọn Cộng sản Việt Nam. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN.